lao động. Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về màn hình. Thì cái điều tôi quan tâm lớn nhất ở các cơ quan chính là cái giải thưởng này, cái tiêu chí này. Cứ nơi nào có lương thưởng hiệu quả là tôi tìm đến. Và bây giờ thì trở thành cái chủ đề thì chắc là phải rất quan tâm đến cái tiêu chí này. Tôi xin công bố giải thưởng và chính sách lương thưởng và phúc lợi hiệu quả. Có 3 doanh nghiệp đạt giải thưởng này. Thứ nhất, Airbus Việt Nam. Thứ hai, Intel Product Việt Nam. Unilever Việt Nam. Xin chúc mừng. Xin được mời đại diện của công ty Airbus Việt Nam với những chiến lược trả lương thưởng và phúc lợi được vạch định một cách rõ ràng. Đơn vị đã có những chính sách lương thể hiện sự kết nối chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh, các chính sách tưởng thưởng hấp dẫn để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, và có rất nhiều chương trình phúc lợi thú vị chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của nhân viên mình. Vâng, xin được mời đại diện của công ty Airbus Việt Nam. Doanh nghiệp ưu tú ở hạng mục lương thưởng và phúc lợi hiệu quả.